Ôi, sao tay rung vậy cưng? Tay lạnh quá vậy? Đây, quẹo vô. Rồi, cái ghế đây, ngồi xuống. Ok, mời hai bạn mở mặt nạ ra. Được chưa? Ok ha. Bây giờ mời hai bạn hãy giới thiệu về bản thân mình. Nói lớn, to, rõ cho đối phương có thể nghe được. Mời anh trai. Em xin chào chị và chào cô em bạn. Cô em bị ảnh bên kia và chào anh ở đây. Em tên là Lê Vân Sang. Hiện tại đang ở phường 5, quận 8. Buôn bán quán cà phê, quán cà phê giỏng. Là quán đó là mình đi làm cho người ta. Không, quán tự chủ, tự làm. Tự làm, tự bưng luôn. Dạ. Rồi quê quán em là ở đâu? Em sinh ở Sài Gòn, Năm nay bao nhiêu tuổi? 40 rồi. 40 tuổi. Dạ. Tới em gái giới thiệu về mình một xíu. Em tên là Ngọc Thà. Em hiện đang sinh sống ở Sài Gòn. Mẹ em có một mình em là con một. Dạ, năm nay em 23 tuổi. 23 tuổi. Thế điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh em là thích làm đẹp, thích hài hước. Còn điểm yếu của em là hơi nóng tính. Để nóng hình đùng vậy chứ qua ngày mai là quên hết. Điểm yếu của em cũng là mau quên. Thế còn em, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh em là mê âm nhạc, thích được bạn gái đi chơi và những nơi bạn gái chưa biết đến. Thích được bạn gái đưa nơi mới lạ cho bạn gái mình thưởng thức món ăn vừa rồi. Nó đi du lịch hay đi chụp hình nữa đó. Còn điểm yếu của em là hơi biết nhậu, cà phê không uống, cờ bạc không biết chơi, chỉ có vậy. Hay quá vợ, bán quán cà phê mà cà phê không biết uống luôn. Mà cái lúc mà bán thì mấy cô bác chỉ pha, rồi pha rồi bán. Rồi lúc đó mình không biết ngon dở, khách vô ngồi uống. Cái lúc khách uống xong rồi hỏi thưa bác, cà phê con mới hay chưa, uống cảm thấy được không? Bánh đó, ok con, rồi được là mình sẽ làm tới luôn. Đó. Còn không được mình sẽ pha chế lợi như vậy. Nhưng mà rồi nãy giờ nghe toàn là đưa bạn gái đi chơi nè, ăn ngon rồi đi du lịch nè, rồi tình hình kinh tế mình sao mà sao tính chuyện thấy sướng quá vậy? Nếu mà có ít thì đi ít, có nhiều đi nhiều xíu, ví dụ như vậy. Rồi cái việc kinh doanh của mình rồi có đi là cũng không ảnh hưởng, hai em đi là đóng cửa hả, hay là đi có ai coi giùm? Mình quán, mình bán, mình thích mình đóng, mình thích đi thôi, đâu có làm phụ người ta đâu. Rồi. Ok, nhưng mà em lấy vợ về rồi em có cho vợ em tiếp tục công việc của nếu mà lấy vợ về cho vợ buôn bán quán luôn, em đi làm kiếm thêm cái gì đó, kiếm thêm ví dụ như vậy. Còn ví dụ như vợ muốn vẫn đang làm cái công việc của vợ mà đang tốt rồi, vợ vẫn muốn tiếp tục làm công việc đó, cái đó là theo ý vợ muốn thích gì thì chịu cái đó thôi. Rồi tình duyên thì sao nè? Về tình duyên em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em đã trải qua một mối tình chính thức và cũng có yêu đơn phương vài mối tình. Rồi đơn phương tới vài mối lần hả em? Rồi cái mối tình chính thức là được bao lâu? Dạ 9 tháng. Bạn đó không siêng năng làm việc, làm một tháng nghỉ 3 tháng nên em không thích. Rồi đó rồi. Làm gì mà làm tháng nghỉ 3 tháng? Dạ làm xây dựng đồ chứ. Rồi còn em, tình trường sao? Vừa làm gặp muốn ngó y tiếng người đương sao chưa thành câu, với hoài không được thành câu cái gì hoài luôn. Tặng quen không có thật lòng mà quen tặng là tiền. Lúc đó em đeo vàng rất là nhiều, đeo vàng nhiều mà quen đằng vàng không quen người, quen một hai bữa cái cho mượn 2 triệu đi, mới quen hai bữa mượn tiền á thì không được rồi, cứ vậy không à. Giờ ai biểu em đeo vàng chứ cho nhiều không có đi mới đeo, bây giờ không đeo sợ, bây giờ đi gửi ngân hàng không muốn đeo, chứ là em tuổi em lớn á, giờ quen khó luôn á. Mà từ xưa giờ là chưa một mối tình nào mà chính không thức luôn, không có luôn. Tự quen nhau cái tình cảm nó vụn vẹt thôi. Hà là em thích gì anh ra mua tặng bất ngờ cho em mà em có hay tặng không? Nếu mà mình chắc quen... là có làm sao em, người ta thấy em là dư tiền hoặc là dễ dãi người ta mới tại vì em lúc mà em quen trên mạng Zalo là em đem đeo vàng nhiều lắm, giờ chẳng còn Zalo, chẳng còn đeo vàng nhiều lắm, em mê vàng lắm, lãnh lương là mua vàng hết trơn rồi đeo rồi trên nên bây giờ không nhấp đeo nữa. Bây giờ mà được nhiều vàng không? Cây hai cây à? Hai cây đeo hết người luôn. Đeo hết luôn. Hèn chi bởi vậy người ta mượn là phải rồi. Bởi vậy giờ khó kiếm. Khó gì? Nhưng mà em có phải là người ga lăng lịch thiệp không? Em quen có hay tặng quà, tặng đồ, có đưa người ta đi ăn, đi uống đồ này kia? Cái đó là ok, ga lăng ok, đi chơi đi đâu đó mình không quen bật gì đó có. Với lại ăn nhậu nữa, em có ăn nhậu cũng được, em ăn nhậu cũng được. Lúc quen nhau ví dụ như ăn nhậu tụi ba tụi bảy em cũng thích nữa. Nhưng có khi nào bị rồi có cho ai mượn chưa? Có bị lừa lần nào chưa? 40 mấy triệu. Chị không mượn mà lấy luôn, gạt lấy luôn 40 triệu. Gạt luôn 40 triệu gạt luôn. Gạt là gạt sao? Là lúc mà chưa Tết, là cách đây cũng mới tháng 7, tháng 8 gì đó, là em quen trên mạng Zalo, trên mạng. Lúc đó em đeo vàng rất là nhiều, sau đó dắt đi ăn ốc. Lần đầu tiên là em đeo vàng là rất là nhiều. Sau đó rồi cái cô ta gặp xong rồi cô ta cái ăn cắp xong cái em về nhà. Em về nhà sau cô ta nhắn tin nói là anh ơi cho mượn 2 triệu. Giờ em nói kiểu này chắc không quen rồi, mới vừa quen rồi mượn tiền rồi. Rồi cái là mình nghĩ là thôi bây giờ anh không quen em nữa, thôi mình chỉ là bạn bình thường thôi. Tới sáng ngày mai nấu cơm xong rồi cái nấu ăn nó cái sao nói anh làm gì, nó đâu có nấu ăn gì ngon cho mang. Với anh nghĩ là nếu mà không quen nữa mình chỉ là bạn, mình chắc nhà ăn cơm chuyện bình thường.
lúc đó là qua chở các bạn qua ăn cơm, thì lúc mà đi là cũng sợ, mình tháo cái nhẫn ra dí một chiếc lắc bỏ vô cái hộp. Ăn cơm xong rồi các bạn gái nó ăn cơm tanh, nó mua chân cơm, nghĩ là tự nhà đi vô bãi mua chân cơm, các bạn bỏ xe ở nhà luôn và mua cây chân cơm vô, cái nó không phải chân cơm này, mua luôn hôm nay á, rồi ra đổi lòng cái nó, giờ xong rồi người đó mất tiêu, lấy nhẫn em trong cái thùng, cứ lấy xe bỏ cái nhẫn, sáng nãy em đi đó là lấy nhẫn một cây 40-50 triệu à. Mà chiếc xe thì còn nguyên, chiếc xe còn, lấy nhẫn thôi chứ 40. Lấy xe sợ đi báo công an đó. Dạ. Số em bị nó không, không biết ta ở đâu luôn, không kiếm không tại quen trên mạng mới 1-2 ngày dắt nhà ăn cơm rồi, dắt nhà biết ta ở đâu mà dắt. Cô có đẹp không? Đẹp đó, mê gái đẹp mới bị đi chưa. Rút kinh nghiệm ra được cái gì chưa? Nói chung là số em không vợ quen chừng sao á, gặp gì đâu không à. Nói chung là cũng mình nữa, tum tấp ai biểu thấy gái đẹp phải tìm hiểu nhà cửa đồ ta đâu. Chứ mình nhà mình thanh niên mình dắt nhà ăn cơm chuyện bình thường đâu sao đâu. Nghĩ ăn cơm về nhà cũng có ý đồ làm gì không, nè. Không, nghĩ ăn cơm về nhà cũng có ý đồ làm gì không, không nè. Ăn cơm chưa mất chiếc xe nữa nha. Mong em nghe câu chuyện bạn trai kể thì em cảm nhận như thế nào? Mấy bạn đó chỉ là lừa dối thôi. Em thì không có đẹp. Nhưng mà hồi trước em có chia tay bạn nam thì bạn đó có gửi em tiền giống như là dành từ từ hai đứa làm đám cưới. Nhưng mà chia tay em trả lại hết cho bạn đó. Đúng là những người đó người ta có cái máu sẵn rồi, chủ đích là người ta muốn lừa gạt, người ta mới như vậy. Nếu còn thật sự mối quan hệ yêu đương mà bình thường để tìm hiểu nhau rồi đến lúc không hợp thì chia tay thì chẳng, những cái đó đâu có đáng bao nhiêu đâu, rồi ăn cũng hết đúng không em? Mình sống mình còn cái hậu vận mình sau này nữa. Coi như là em xui đó, em gặp đúng. Vì còn thêm một lần nữa giờ mượn thêm nữa hả? Mượn nữa, mượn nó mới quen xong rồi mà rồi đầu mượn 2 triệu nó mẹ em bệnh gì đó, bây giờ mẹ em bệnh đúng không? Em làm đâu nổi, em nghỉ xin nghỉ đi, nghỉ tuần đi. Anh giấy đưa em về quê. Vừa em mượn 2 triệu không? Bây giờ anh không đưa 2 triệu mà đưa 10 triệu luôn. Nó mẹ xin cưới luôn được không? Rồi nó đến tắt gọn bây giờ cho mượn 2 triệu không nói nhiều. Mẹ đâu bệnh đâu, nó mẹ bệnh. Lấy mượn tiền của em nói vậy. Cái con số 2 triệu này nó mệt mỏi, bố em có mượn 3 triệu nha, em đừng mượn 2 triệu nha cưng nha. Trải qua nhiều vấn đề như vậy thì vậy em mong muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Sống thật lòng, tóc dài, nó nhỏ nhẹ và tư cách nó như là không ăn nhậu, không có xăm mình này kia đó, anh thích những gái gì đó. Nhuộm tóc đồ được không? Nhuộm màu mè quá cũng được, bình thường nó đẹp quá đẹp, không cần thấy cần không làm cũng đẹp. Màu đen ta thích, giờ đẹp. Mặc đồ hở hang xíu được không, sexy chút được không? Bạn gái mình thích thì mình không chịu sao giờ. Dạ. Rồi về ngoại hình thì em thích người sao? Vừa người thôi, tóc dài, không cần ốm mập, vừa người. Tóc ví dụ như ốm mập một chút được không? Không được ốm vừa người thôi, vừa thì cũng mập quá. 40 mà người ta có 23 hả, lớn hơn người ta tới mười mấy tuổi. Bởi vậy lớn nhiều quá, nhỏ sợ trưởng thành không biết có được kết quả không. Thì em phải chăm sóc người ta, mình đã lớn rồi. Dạ. Mình phải là che chở bảo vệ cho người ta chứ. Dạ. Nếu mà được cho ở nhà bán quán luôn em làm lo được. Rồi còn em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em muốn người bạn trai em là xuyên, biết kiếm tiền, giỏi kiếm tiền, người hơi tròn và cao hơn em xíu. Em thấy mập dễ ôm. Thấy chưa, người ta thích người hơi tròn kìa, mập dễ ôm mà đúng không? Còn tròn chút được mà. À, đâu sao đâu. Hai đứa đủ nhau đi tập thể hình, có ai chê em mập không? Có chứ, đi chơi nhiều lúc lâu đó, gặp bạn bè nó trọ sâu tướng con bự mập. Người nhà này có tập thể dục gì không? Không. Rồi bây giờ có bạn gái còn tròn, hai đứa rủ nhau đi tập thể dục được không? Tại em đó, em cứ lo em bề ngoài không mà em cứ mê gái đẹp không, bởi vì nó mới gạt em. Người ta kiếm một cái người bình thường thôi ha, nhưng mà người ta chân thành với mình, ta lo cho mình, ta vun vén gia đình không chịu, cứ ho lo mê trai đẹp bởi vì bị gạt. Đúng rồi. Bây giờ có hình ảnh gì không nè? Trời ơi, đó, hai chàng trai này em lựa một chàng. Hai cô gái đó em lựa một cô. Ai? Tròn. Này. À, sao em nghĩ cô đó? Nãy nghe tuổi 23 tuổi là mình nghĩ là chắc trẻ trung hơn cô này. Chịu đó đi để coi phải không? Ở đây, chọn anh nào? Dạ, em nghĩ là bạn này ạ. Tại sao chọn bạn đó? Bạn đó hơi lớn tuổi, nhờ người hơi tròn. À, rồi, người ta rất là logic ha. Bây giờ mời hai bạn hãy nhìn về cái cánh cửa trái tim này Tường sẽ mở ra nha. Xem cái cảm nhận ngày hôm nay của chúng ta là đúng hay không. Hồi nãy giờ người ta đã nói là tròn rồi mà còn chỉ vô cô ấm nhắc. Trước khi mở quà em có một bức thư em gửi anh từ chương trình tới giờ. Rồi em đọc lên thử coi. Sao anh để em cô đơn quá lâu, em chờ anh hết mùa đông lạnh giá này, mùa xuân sắp đến nơi rồi, thanh xuân của một cô gái. Trời ơi, đọc cho. Trời ơi. Gửi anh, sao anh để em cô đơn quá lâu, em chờ anh hết mùa đông lạnh giá này,
Mùa xuân sắp đến nơi rồi, thanh xuân của một cô gái ngắn ngủi lắm. Anh để em chờ đến khi răng rụng tóc bạc rồi anh mới đến hay sao? Hạnh phúc của một đời người chỉ trông chờ người sẵn sàng hy sinh, chia sẻ và quan tâm. Sài Gòn đông đúc, thấy nhau thì dễ, nhưng được nhau là cả quá trình. À, ngoài kia bao la thế giới, anh đã mỏi chân chưa? Phải đi kiếm người chân thành. Thành phố Hồ Chí Minh tụ về nhiều người, sao đến lúc về đến phòng em lại thui tủi một mình, anh có đang vậy không? Có biết em ước mơ một gia đình và những đứa trẻ hồi sinh nhật em năm 18 tuổi. Doraemon, cảm ơn anh đón thanh xuân cùng em. Anh và em cùng vượt qua, nhớ đến những ngày mình bắt đầu là ngày hôm nay. Yêu nhau, chia sẻ, quan tâm, lo lắng, bắt đầu một mối quan hệ tốt đẹp. Harry Trần, Ngọc Thà. Hay quá. Dạ. Em cảm nhận như thế nào về món quà của cổ ngày hôm nay? Thấy món quà và một câu thơ rất là dễ thương. Hiện tại bây giờ em đang làm ở đâu? Làm cũng dạ, em làm tóc. Có thời gian nào được đi, mình như là đi đi đâu đó? Dạ, chỉ có rảnh buổi tối thôi, 8 giờ, rồi 9 giờ em mới xong công việc. Ví dụ mình đi làm công ty, có thể là mình nghỉ được, có thể là thứ bảy nhật, ví dụ như nhật thì mình nghỉ được. Còn mình làm cho mình làm tóc, ngày mà còn khách thì mình sẽ còn. Thứ bảy mà... nhật càng đông hơn nữa. Nhưng mà rồi mình không có một tháng được nghỉ mấy ngày gì hết em? Dạ, một tháng được, off một ngày. Ví dụ mà được thì mình sắp xếp dành cho nhau, có thể là mình đi tìm hiểu. Thì đó, sau khi cổ đi làm về thì em canh 8 giờ em tới em đón cổ ở tiệm rồi đi chơi. Cái dễ mà ha, cái chuyện cho dễ ẹt. Có một phần là do công việc đó nên em mới nhuộm tóc rồi. Chứ em tóc em dài mới cắt cái đại sơ quá, nhuộm tóc không biết không? Không, cái này cũng không có, nó cũng hơi, nó không sao hết. Nó còn đựng kia vàng vàng với mà sợ tóc vàng với lợi xăm mình nữa, sợ lắm. Rồi bây giờ cho nó sung cái nè. Em có tài năng ca mà hát nhảy múa gì không? Hát chị. Rồi có hát rap gì được không? Rap luôn. Rồi chơi vô. Tình yêu như giấc chim bao, khi nào nó đến lúc nào cũng hay. Tình yêu như giữa ban ngày, không mơ phơi nắng đỏ đầy tấm thân. Yêu chi để giờ khổ đau, một ngày sẽ cắt nhớ nhau một đời. Yêu cho thân sắc cả giờ, không yêu như kẻ như đời mộng du. Biết yêu là nhớ nhau nhiều, mà sao phải quán chút liệu bầu yêu. Hãy mang yêu thương cho nỗi đi nó đau buồn, và cho nhau một tình yêu mơ. Yêu nhau đi em, với ngày tháng ta dần trôi. Vui lên đi em, thiên hành đó ta hành đổi. Yêu nhau đi em, xin đừng đón bờ môi. Dù ngày lần đời này anh chỉ muốn yêu mình em. Dù bằng giàu hay bằng đẹp, bằng duyên dáng bằng duyên vũ, lúc bạn vui hay bùng một sống bên ta chẳng đơn thay. Dù bạn có là ai vẫn có không bên đây được, mà như có hẹn hò. Bà con ơi ra đây mà xem, hẹn hò chúng tôi vui quá trời. Bên đàn trai là bên đàn gái, hai họ hẹn chúc mừng nâng ly. Nâng ly vô. Rồi thôi bây giờ nâng ly. À, chị Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức bánh rồi uống nước rồi cùng trò chuyện với nhau ha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại với hai bạn. Thường thường em đi, con có đi đầu trời không? Cũng có, thường buổi tối đi vòng vòng Sài Gòn. Vòng Sài Gòn. Xem phim đồ. Em đi với ai? Có khi đi với bạn. Anh có thể thường hay đi xem phim không? Nếu mà xem phim là xem phim ở nhà, anh đi làm về lúc buồn ấy, anh coi laptop á. Có mê phim bộ lắm. Nếu mà có bạn gái thì đưa bạn gái mình đi tham quan chỗ nào đó. Còn nếu một mình là ở nhà không đi đâu luôn. Nếu anh bán quán như vậy á, còn em làm thì anh nói anh bán quán lúc nào cũng có, muốn giờ nào cũng có giờ đó. Tại bán quán tự chủ á, hết đóng cửa đi. Còn như em làm cho người ta, nếu mà em tự chủ thì em cũng như anh thôi, mà em làm cho người ta em đi không được. Em cũng muốn xác định là kiếm một người mình quen và không phải là một thời gian quá dài. Nhà bản thân là em rất thích em bé, muốn lập gia đình sớm, chứ mẹ em cũng chưa hối thúc gì, nhưng mà tại vì em muốn. Anh cũng muốn lâu, giờ cũng muốn sớm lắm, mà mợ sợ bên em thôi. Nếu mà ok giờ nào anh cưới giờ đó chung vậy đi. Bây giờ anh cho quyết định, em cũng đâu có muốn đâu. Em tự quyết định, nắm được cứ sớm vậy sẽ lên sớm. Mà giờ anh nói sớm cũng không được, nó chẳng là do bên em đồng ý là sẽ đến rồi. Có mối quan hệ mà không có phải là dạng như dê sò biến thái đó được. Thì qua một hôn nhân thì em sẽ đồng ý hết. Còn trước khi quen thì em muốn là đàng hoàng, có một cái suy nghĩ trong sáng đó. Một khi nó lên tới đây rồi, lúc nào cũng có một cái trường hợp lịch sử lúc đó, đúng rồi. Còn nếu mà em quen ở ngoài thì không khẳng định, anh không biết cái đó. Còn nếu mà lên tới đây rồi là em khỏi lo chuyện đó đi. Mình sẽ tôn trọng bạn gái mình. Dạ. Sẽ đến ngày đó thôi. Mình muốn làm gì, ví dụ hết đi. Anh muốn hôn em thôi, anh nói.
ừ em ơi anh xin xin em, ví dụ xin em, ví dụ cảm thấy ok dạ. Chứ không động tay động chân hoặc cái gì đó, ví dụ đó mình sẽ dạ. Mình sẽ tôn trọng với nhau là mình sẽ đi đến à. Tại vì em quen ở ngoài thì nhiều người như vậy á nên em không quen, nên em tin tưởng chương trình đó em đăng ký. Vậy anh có ngại thì nếu mà ở chung vậy đó, mẹ em ra riêng, em với mẹ em ra riêng ở chung với anh. Tại vì mẹ em chỉ có một mình em thôi. Vì sao mẹ em ở nhà sống ở là qua anh sống hiểu? Là em ở bên ngoại mà ba mẹ em ly dị, mẹ em sanh em có một mình thôi. Và cô dì chú bác ở nhà rất là nhiều. Ví dụ muốn đi thì gia viên ở đúng không? Gia viên là qua nhà anh ở đúng không? À. Được không? Sao trả dạ, lời nó được mà. Không mạnh cái câu đó vậy, hiểu ý cô nói không? Hiểu sao đâu. Có nghĩa là thì nói chung bây giờ cổ qua nhà em ở hiểu, thì hiểu. Mẹ theo luôn. Bây giờ nó anh đâu còn mẹ đâu, nếu có mẹ em xem mẹ giục của anh đó. Thôi. Đó chứ giờ mẹ đâu còn đâu, tình cảm đâu còn ai đâu. Có đi dâu chơi đóng quá rồi khỏi cần đóng cửa tiệm, mẹ coi giùm, ở cháu coi giùm luôn. Sướng quá trời. Được không? Ok. Được, tôi gả luôn nè. Rồi gả luôn đi. Rồi, bây giờ xin mời hai bạn mỗi người bóp một lá bài ha. Coi yêu cầu của chương trình hiện cho nó vui. Đọc lớn lên đi em. Gọi tên ba điểm chung và ba điểm riêng giữa bạn và đối phương à. Dạ, em thấy chung trước đi nè. Ngoại hình thì em bạn ấy hợp với lại như em mong muốn làm tròn. Rồi. Công việc thì ảnh có công việc ổn định. Tính tình ảnh vui vẻ, hài hước mà em cũng thích như vậy. Rồi, thì còn những điểm nào mà chưa có đồng quan điểm? Thì thứ nhất là tóc. Em chưa thấy tại vì ảnh hơi hói một xíu. Đôi khi đây tạo mẫu tóc mà bên đây tóc hơi hói, không biết tạo mẫu gì luôn phải không? Rồi gì nữa? Cái thứ hai là rồi cứ thẳng thắn đi, nghĩ sao nói vậy đúng không em? Mặt buồn so vậy. Cái nào xấu rồi để mặt nó vậy đó, mặt nó không được vậy đó, nó bị không có vợ là vậy đó. Rồi tiếp. Kể về tình yêu của ảnh mà bị lừa dối như vậy á, em chưa có đồng quan điểm là em ít khi nào bị lừa dối, tại vì em không chưa xác định á, thì em sẽ nói chung mà anh không cẩn trọng lắm trong dạ, chuyện tình cảm đúng không? Rồi. Cái thứ ba là nét mặt thì rất là buồn, tại vì em thích một người vui hài hước á, nhưng mà ảnh mở miệng ra là em lại thấy vui. À mà ảnh im ngậm miệng là thấy mặt buồn hơn so. Dạ. Đó là cái tại vì mình phải nói hoài. Tại vì cái khuôn mặt này nó vậy á, mà thật sự là cái tánh tình nó như tuổi lớn vậy, thật sự là tuổi nhất nó phải nói như nít vậy, nó ngộ lắm, tánh kỳ vậy. Tại vì cố ít đi tiếp xúc với đường, nãy là cái nãy có nói rồi, không nhậu không có chơi với ai, bạn trai nó không thích chơi với mình được. Nó nói này, không có nhậu không có chơi nó, rồi thôi không uống không có chơi nó luôn, chỉ có nước trà, có thuốc hả? Bánh trái trái cây không ăn luôn. Nhạc thì khoái lắm, mê lắm, vậy thôi. Còn ngoài ra là không có chơi gì hết. Rồi móc chơi với vợ thôi đúng không? Dạ. Người không có ai hoàn hảo đâu, được cái này sẽ mất cái khác. Rồi, mời em. Đọc lớn lên coi yêu cầu gì trọng. Bạn mong muốn người yêu mình là người chăm lo cho gia đình hay sự nghiệp nhiều hơn. Em muốn bạn gái mình làm lo cho một cái gia đình và lo cuộc sống. Cái này hỏi em vẫn lo cho được, không cần bạn gái lo, em chỉ vẫn lo cho bạn gái mình ok hết. Chỉ cần bạn gái mình ở nhà nấu cơm, ăn uống này, nấu cơm cho anh ăn thôi, và gia không có làm gì hết, công việc mất thứ không có làm gì hết. Chứ là rồi trong nhà thiếu đâu phải chuyện nấu cơm không? Bây giờ ở nhà giặt giũ quét dọn lau chùi giặt đồ nhiều lắm, cả ngày em có phụ không? Không lẽ bắt mình vợ ở nhà làm hết? Nếu mà công việc mà có việc làm ở nhà thì bắt buộc hay vợ, thì bắt buộc hay vợ hay giặt. Còn nếu mà ở nhà không thì anh sẽ phụ. Còn những ngày nào mà em đi làm hay đồ đạc để nhà thì anh sẽ làm hết. Anh biết nấu ăn được nè, giặt đồ được nè, làm việc trong việc nhà được nè. Bây giờ em không làm, anh giờ anh độc thân, bây giờ anh cũng chẳng là không làm ai làm. Giờ gia đình chết hết ai làm? Lau nhà, giặt đồ, nấu cơm, nấu ăn anh tự làm không? Dạ. Cũng mới ăn cũng bị gạt. Ăn cái dịch thôi gần là tự làm dịch thôi gần hết bốn mấy triệu đó. Ủa nhắc hoài, ngủ hoài bị gạt tức quá mà. Cái bốn mấy triệu tức không đứt mà hãy nhớ hoài chứ sao? Nhớ rồi sao phải cẩn thận nha. Mọi buồn vui thì của anh thì sẽ quên đi. Bắt đầu em sẽ có một cuộc sống mới ha. Cuộc sống mới với em. Giờ đến với cái chương trình ngày hôm nay, giờ em nhìn thẳng mặt cô này, nãy giờ chị thấy em không có nhìn thẳng vô mặt người ta nè. Dạ hả? Đúng rồi. Có nhìn lén không có trời. Nhìn thẳng luôn, mình là đàng hoàng nghiêm túc, mình nhìn thẳng luôn nè. Em lớn hơn nè, tỏ tình hay là em muốn một cái gì đó khẳng định, hoặc một cái hứa hẹn một cái gì đó sau khi kết thúc chương trình này? Chương trình nếu mà cảm thấy được ok mình sẽ bấm, mình sẽ tìm hiểu thêm nữa.
Đó, chỉ có vậy thôi, giờ cũng không biết nói gì hơn đâu. Thật sự mọi con người không có ai là hoàn hảo hết. À, có thể là trong mắt của em người này chưa đạt tiêu chuẩn của em, hay là trong mắt của em có thể anh này có những cái em chưa thích. Ví dụ vậy, giống như em nói là tóc ảnh hơi hói, hay là mặt ảnh hơi buồn. Ví dụ có thể trong mắt em sẽ nhìn thấy cô này tóc thì nhuộm, hay là người hơi mập so với là em mong muốn là người ốm. Ví dụ vậy. Dạ. Đó là những cái về ngoại hình. Nhưng mà quan trọng cái cốt lõi ở đây, chúng ta không phải tìm một cái người để mà quen, để mà đi với nhau cho nó đẹp, không phải vậy. Mà chúng ta cần những người cùng chia sẻ những cái buồn vui, những cái hạnh phúc trong cuộc sống. Nếu chúng ta thật sự có sự rung động, thật sự thấy đây là một cơ hội, chúng ta mới bấm. Còn nếu mà cảm thấy không, người này tôi không có thể nào tôi lấy được, không thể nào này kia, thì mình không bấm, bấm mất cái duyên của người khác. Hiểu không? Hiểu chưa? Trời ơi, ông tươi lên giùm tôi cái coi, hiểu không? Rồi, suy nghĩ thật kỹ nha. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Rồi, nhắm mắt lại đi hai bạn. Một, hai, ba. Hết thời gian. Sau một hồi tư vấn của các tường, hai tiếng bấm nút rất đồng điệu. Bây giờ cái này tươi lên chút nè. Dạ. Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày đầu chúng ta gặp mặt tại chương trình. Dạ. Xin phép bạn gái nè. Rồi hôn xong cũng buồn nữa. Hôn xong tươi lên. À. Rồi hello Nhung hả? Dạ em tên Nhung. Ừ rồi chào Nhung ha. Nhung giới thiệu đôi nét về bản thân mình, gồm họ, tên, tuổi, rồi công việc, cái nơi ở hiện tại của mình ha. Những cái điểm mạnh điểm yếu của bản thân mình là gì nha. Dạ em em tên là Thị Dung, 27 tuổi. À em đang làm ăn ở điện máy Chợ Lớn. Thùy Nhung hả em? Thùy Dung là sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 96 à. 1996, em đang làm ở siêu thị điện máy Chợ Lớn à? Dạ đúng rồi ạ. Em làm gì ở trong đó? Em làm thu ngân à. Thu ngân. Rồi. Rồi ok, quê em thì ở đâu? Em ở Tháp à, ở Hồng Ngự à. Còn thép. Rồi, Dung có điểm mạnh điểm yếu này, có tài lẻ gì này em ơi? Điểm mạnh của em là chắc là biết nấu ăn à. Biết nấu ăn được còn gì nữa? Chắc là biết nấu ăn. À, còn điểm yếu của em hả? Điểm yếu của em chắc là dễ. Dễ bị lời nói của người khác làm cho mình lay động. Bị ảnh hưởng đúng không? Dạ đúng rồi. Tức là ai nói một cái câu gì đó, một cái ý rất là nhỏ thôi, thì mình sẽ về mình bị suy nghĩ và mình sẽ bị lung lay cái suy nghĩ đúng không? Dạ đúng rồi. Ví dụ như hôm nay họ nói mình không mặc cái đồ này không được đẹp lắm, là mình sẽ phải suy nghĩ xong xong mình thay đổi hả? Dạ, với lại cũng sẽ là hơi có chút buồn đó. Đúng không? Tức là ví dụ như hôm nay để kiểu tóc này, tự dưng có một đứa nó bảo e Dung nay hôm nay Dung để được kiểu tóc này không đẹp lắm, cái tự dưng về suy nghĩ là thay đổi kiểu tóc hết đấy đúng không? Dạ đúng rồi chị. Vừa buồn nhưng mà vẫn thay đổi cho người ta nói. Vâng ạ. Em làm ở Chợ Lớn là bên quận 6 luôn hả? Dạ không, em làm ở Hồng Ngự á chị. À là ở dưới Hồng Ngự luôn hả? Dạ đúng rồi. Chi nhánh Hồng Ngự luôn. Rồi. Có tài lẻ năng khiếu gì không? Văn nghệ gì không? Em dạ không ạ. Không. Rồi và tình trường như này, mấy mối tình rồi? Chắc là một, nếu mà nói về mối tình chắc là một quá. Có một người em có quen được một tháng, kiểu như là lần đầu thử tìm hiểu á, thì quen một tháng biết gọi là mối tình không nữa. Nhưng mà có một mối tình thì 4 năm. Một mối tình 4 năm rồi sao chia tay? Tại vì gia đình không thích bạn đó, với lại là hai nhau nhiều quá không hợp tay. Mà quen nhau 4 năm rồi gia đình mới không thích á hả? Ngay từ đầu là gia đình không thích, do là em với bạn này
do gia đình hai bên thì không là tức là ngay từ đầu là gia đình hai bên đều không thích hai đứa quen nhau. Dạ đúng rồi, nhưng mà hai có chấp quen. Hai đứa cố chấp được quen 4 năm. Dạ. Rồi cái giọt nước tràn ly để mà chia tay thì là cái chi tiết nào? À, do em với bạn hay mâu thuẫn về kiểu em là một người là sống kiểu mà sống cho gia đình á, kiểu mà còn bạn thì lúc nào bạn thì em cảm nhận là bạn cũng sẽ rất là thương em, nhưng mà do là bạn không có chấp nhận được mà chị gái như kia, nhưng mà em thì nếu mà thương thì phải thương cái gia đình của em á, là hay cãi nhau về vấn đề đó. Em thì luôn cố hỏi về gia đình của bạn nào với gia đình của em, với lại em một người sợ bị bạo lực, em các nói lớn em không sợ người khác chửi này kia các kiểu, có làm bạn tiếng có làm bị tác động vật lý gì không chịu được. Tức là mình thì là mình lo cho gia đình của mình cũng có thể hy sinh để lo cho gia đình của bạn, nhưng mà bạn lại không thích cái điều đó, đúng Dạ đúng rồi, em không thích mẫu không? người gia trưởng, em thích mẫu người mà thương yêu gia đình á, kiểu mà về gia đình. Ok. Là bạn ấy thì hơi gia trưởng một tí. Dạ đúng rồi, kiểu giống như Rồi. mình em thôi đó. Tức là hơi gia trưởng, thậm chí là hơi ích kỷ một tí nữa, đúng không? Chắc cũng là vậy á. Thì cô không muốn em lo cho những người khác, chỉ muốn em lo cho em, cho bạn đó thôi. Em không muốn share cái đó ra bên ngoài, đúng không? Đúng rồi chị. Rồi, thế bây giờ em muốn tìm mẫu người như thế nào? Em muốn tìm một người là người hiền, lo cho gia đình, có ý chí chịu làm. Công việc của bạn trai thì sao? Công việc thì phải tự giống như là phải độc lập, giống như có hướng cầu tiến á, chứ không lúc nào cũng bình 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 á. Em ăn chay, anh em nếu mà có thể bạn đó có thể ăn chay cũng được, cùng em cũng được, mà nếu mà không thì thôi cũng không sao, nhưng mà nếu mà ăn chay được thì tốt. Ồ, ăn chay là em ăn chay trường hay là sao? Em ăn chay trường Em ăn bao lâu rồi? cũng lâu rồi, lúc trước em ăn lâu rồi nhưng sau đó em nghỉ, nhưng bây giờ sau này em ăn lại, bây giờ em quyết định luôn á, chay. Ok. Rồi, về tuổi tác thì sao? Quê quán của bạn trai thì sao em? Đừng ở trong thành phố Hồ Chí Minh đảo lại là được, đừng có ở xa quá. Em cũng không có ngại đâu, nhưng mà có được thì ở riêng cũng được. Không ngại gần dâu. Dạ đúng rồi, Nhưng mà bạn trai, ví dụ như bạn trai đang ở Long An, Tiền Giang, Bến Tre về này kia được không? Rồi em đến đó em sống với người ta được không, nếu như hai đứa tiến tới? chắc là được, nếu mà bạn nói thật sự là thương em nếu là được, chỉ cần người đó mà cảm cho em cái cảm giác là có thể lo được cho em á, có mấy là thương thì phải được. Còn nếu mà tốt hơn thì em vẫn thích những người ở Đồng Tháp cùng quê với em hơn em, Nhưng tại đấy là tốt hơn thôi, nhưng mà ví dụ như nếu như mà không được thì là vẫn ok, là bạn trai đang ở các tỉnh miền Tây cũng được, đúng không? đúng rồi. Rồi. Đó, ok. Rồi tuổi tác của bạn trai thì sao? Tuổi thì em thích những người mà lớn tuổi hơn em tầm 3, tầm 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi gì cũng được, lớn hơn em thì được, bằng tuổi, những người bằng tuổi. Không thích những người bằng tuổi. Tại vì đối với em, những người bằng tuổi cái suy nghĩ nó khác em lắm, hiểu trước em quen bạn bằng tuổi, người lớn hơn nó có trưởng thành hơn á. Thì cũng không nhỏ hơn luôn, Dạ đúng em không, đúng rồi, em không thích những người nhỏ tuổi hơn em, không? hình thì Ok. ổn là được, Vậy không anh ổn là được, đúng không? em không thích mẫu người mà Em cao bao nhiêu Dung? em cao
52 ạ. Cao mét 52, bạn trai cao khoảng bao nhiêu thì được? Mét 7 thì là được rồi. Tại em hơi lùn lắm. Hơi cao chút. Ok. Rồi. Ok, cảm ơn Dung ha. Hôm nay chỉ là một cái buổi phỏng vấn sơ lược thôi. Thì có gì là nếu như có người phù hợp thì mình sẽ còn làm nội dung lần hai nữa để mình sau đó thì mình mới ghi hình. Cho nên có gì là biên tập chương trình sẽ liên hệ với em sau nữa ha. Dạ rồi chị ơi, chị giới thiệu đôi nét về bản thân mình chị ha, họ tên tuổi rồi công việc quê quán của chị nha, những điểm mạnh điểm yếu của bản thân chị là gì? Rồi, chị cảm ơn em. Chị tên là Vũ Thị Thơm, sinh năm 1972, quê quán tại Nam Định. Hiện giờ chị đang sinh sống và làm công nhân ở tỉnh Bình Dương. Sở thích của chị thì chị thích Chị Thơm sinh du năm lịch. mấy chị ơi? Chị sinh năm 1972 em. 1972, Nam Định, Bình Dương. Chị đang làm công nhân hả chị? Đúng rồi, chị đang làm công nhân. Công nhân ngành gì chị ha? Chị làm bên giày da của công ty giày da của Đài Loan. Dạ, chị vào đây lâu chưa ạ? Chị làm ở đây lâu chưa ạ? Chị làm được hơn 10 năm rồi ạ. Tức là chị cũng mới vào đây thôi hả? Là ngày trước chị lấy chồng và lập nghiệp ở Đắk Nông, xong xã chị mất thì chị mới về dưới này, chị làm hơn chục năm, 13 14 năm. Dạ. Ông xã chị mất rồi chị ha? Đúng Còn rồi, ông con xã cái chị chị mất. thì sao ạ? Con cái của chị thì một gái một trai, có gia đình hết, cháu nội cháu ngoại đầy đủ hết đấy. Dạ. Nhưng mà các bạn ấy là đang sống ở Bình Dương hay là về đây hả chị? Các bạn sống hết ở Đắk Lắk em, Đắk Nông, giờ đấy chia ra là Đắk Nông. Giờ có mỗi mẹ xuống dưới đây làm thôi. Đúng rồi, chị xuống dưới Bình Dương, chị ở trọ thì chị làm công nhân. Vâng. Rồi, chị Thơm có những điểm mạnh điểm yếu gì chị ha? Điểm mạnh của chị thì là chị là một người phụ nữ biết vun vén cho gia đình và biết lo lắng quan tâm đến người khác. Còn điểm yếu của chị thì chị nếu mà có gặp một sự cố gì thì chị cứ hay khóc một mình tự giải quyết xong rồi thôi. Rồi, ngoài từ lúc mà ông xã chị mất đến nay á, thì là chị có tìm hiểu ai hay là có ai mà mai mối cho chị không? Nói chung mai mối thì cũng có tìm hiểu bạn bè, qua bạn bè thì cũng có nhưng mà nó không đi tới đâu em. Không đi tới đâu. Rồi, bây giờ chị mong muốn tìm mẫu người như thế nào ạ? Chị muốn tìm một mẫu người gọi là biết quan tâm chia sẻ tuổi đời thì từ lớn hơn chị từ 5 năm lên đến 60 năm tuổi. Rồi, quê quán và công việc của anh đó thì như thế nào thì được ạ? Nói chung quê quán thì không nhất thiết, miễn là hợp duyên nhau, mà nếu mà cảm thấy cho nhau cơ hội để cùng nhau đi hết quãng đời còn lại là tốt thôi, chứ vấn đề đấy chị không quan điểm là phải sống ở đâu. Dạ rồi, chị là chị sống ở trong Đắk Nông là lâu chưa? Chị vào Đắk Nông lâu chưa? Chị vào Đắk Nông hơn 30 năm này em. Là ngày xưa là vào đến lập nghiệp ở trong đó đấy, đúng không chị? Đúng rồi, ngày xưa chị đi công nhân lâm nghiệp và xong rồi là chị lấy chồng ở đó luôn, ông xã chị ở đó luôn. Ông xã chị là bệnh mất hay là sao chị ha? Ông xã bị chị bị tai nạn giao thông. Dạ rồi em chị còn điểm gì ở bạn trai mong muốn về ngoại hình các thứ như thế nào chị? Ngoại hình đại thể là cũng phải cao cao một xíu vì chị đã làm Cao 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 một xíu là cao bao m65 rồi, nhiêu? Mét nên sáu phải năm. tầm mét mét 7 trở lên vì chị đã Trời cao ơi, 1m65 rồi. trời ơi, cái thời chị mà mấy anh mét 7 hiếm có khó tìm lắm chị ơi. Chị mét Thì 65 đấy này là đó, mong chị muốn, cao còn đó. mà đúng rồi vì là chị là đã cao 1m65 rồi em. Dạ, ý là do chị có thể với các là do chị cũng có đột biến đó, chứ thời 7x, 8x Chị cũng không, vì là bố mẹ chị thì rất là thấp, mẹ chị chỉ tầm 1m50 thôi, nhưng mà bố chị cao 1m7 mấy, con cái theo gen bố anh nào cao hết, không ai ai mình. lùn cả, nhà chị không ai lùn, bảy anh em không ai lùn cả. Nhưng anh em họ hàng nhà chị là hết trong Đắk Nông hả? Không, chỉ có bên chồng nhà chị ở hết Đắk Nông, còn quê ngoại chị vẫn ở hết ngoài Nam Định.
Dạ, Nam Định là chị ở đâu? Quê ngoại chị ở Nam Định nha. Dạ, ý là ở huyện nào ấy chị? Chị ở Giao Thủy. Em đâu thủy này? Giao Thủy em ở xã nào? Em đâu hải? Chị ở Giao Tân này. Có nhận đồng hương, họ hàng nhà em Giao Tân này nhiều là lắm cuối chị cùng ơi. để gặp đồng hương phải không? Họ hàng nhà em Giao Tân nhiều lắm chị ạ. Chị ở Giao Tân, chị ở ngay trung tâm ủy ban nhân dân xã. Dạ, bữa nào mà có cơ duyên gặp thì chị em mình nhận hạ đồng hương sau chị ha. Rồi rồi, cảm ơn em nhiều. Dạ, ok chị, dạ rồi. Vậy thì chị có tài lẻ hay là có năng khiếu gì không? Nói chung chị chẳng có tài này, chẳng có năng khiếu gì cả. Dạ, rồi, ok chị. Thế thôi thì vâng, hôm nay nó chỉ là cái buổi casting sơ lược thôi, thì có gì là chương trình còn liên hệ với chị nữa. Cho nên là nếu như có người phù hợp với mình để ghi hình đó, thì bây giờ là chị tham gia chương trình ấy thì là con cái chị rồi có ủng hộ không? Có, nói chung con cái chị ủng hộ, nó quan trọng là chị tìm được người mà hợp với Dạ. chị. Đúng rồi. Dạ. Thì con cái chị nó đều ủng hộ cả. Dạ, ok. Ok, dạ rồi em cảm ơn chị Thơm nhiều. Có gì thì chương trình sẽ liên hệ tiếp với chị ha. Rồi rồi, chị cảm ơn em. Dạ rồi em cảm ơn chị, em chào chị ạ. Mình có 5 phút sẽ giới thiệu về bản thân mình, họ và tên, quê quán, nghề nghiệp, rồi điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì. Mời chị ha, rồi có gì nữa thì Uyên sẽ hỏi tiếp rồi. Ok, xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò nhé. Thì mình tên là Phạm Bích Chi, hiện tại thì mình làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh á. Quê thì ở Cần Thơ, nhưng mà mình đã chuyển lên đây được 1 năm và mình là huấn luyện viên yoga tự Mình sinh do. năm mấy chị? Chị sinh năm 87. Ừ. Về điểm mạnh của mình thì cũng cũng có như trong chia sẻ với chương trình khi mà gửi thông tin ấy, thì mình là người thích lắng nghe, với lại thích nghe mọi người chia sẻ và thích là cái người chăm sóc cho những người thân của mình. Điểm yếu mình có một chút hơi hơi lâu lâu hơi lười, với lại thích thích làm việc theo cái mình thích tự do, mình thích làm việc tự do chứ không có thích làm trong cái khuôn khổ, nên là nó cũng không có kỷ luật một chút á, hơi thiếu kỷ luật. Rồi. Về sở trường của mình thì mình có những cái sở trường gì? Sở trường hiện tại là mình tập yoga được 6 năm, thì cái đó cũng giống như là đam mê của mình, thì mình vừa tập cho mình và mình vừa dạy được cho học viên của mình ấy, thì cái đó là cái sở trường mạnh nhất của mình. Ngoài cái sở trường đó thì mình có biết nấu ăn hay không? Rồi biết ca hát hay không? Nấu ăn thì nấu ăn được, biết nấu ăn nhưng mà không có thích dọn dẹp. Biết nấu ăn không thích dọn dẹp thôi, mốt về tìm ai đó thì do dọn dẹp Ok. ha. Rồi mình có hát hò gì được không chi? Chị không có hát được, không thích hát, mình hát rất là dở. Vậy thì lên sân khấu mình biểu diễn vài động tác yoga ha. Vậy thì chẳng lẽ là bạn đồ tập yoga hả ta? Cũng được luôn. Rồi, về tình trường của chị thì như thế nào? Tình trường thì hiện tại trước trước giờ thì cũng đã có cũng có vài mối tình ấy, cũng sâu đậm thì cũng có, rồi cũng và những cái kiểu như đi hẹn hò rồi không tới đâu thì cũng có. Thì mình chi tiết cụ thể là mình đã trải qua mấy mối tình hoặc là mình đã tìm hiểu qua mấy người rồi thì sao mình không tiến tới được với người ta ha. Rồi. Cái này cũng hơi hơi tế nhị, thì mai mốt có lên chương trình thì mình có chia sẻ cái phần này không hả? Thì mình cứ chia sẻ trước ở đây đi, cái gì mà được thì mình sẽ nói chuyện lại với Chi sau nếu mà Chi được lọc vào vòng trong ha. Thì trước đây mình cũng có khoảng là 2 mối tình là sâu đậm, thì cứ nghĩ là tiến tới hôn nhân ấy. Nhưng mà lúc đó thì thời đó mình cũng còn trẻ, khoảng 6 7 năm trước rồi, thì một cái mối tình đó là cũng chuẩn bị kết hôn hết, nhưng mà sau đó nhà trai họ không có tiếp tục cái kế hoạch đó, thì mình cũng
đau khổ một thời gian á, rồi sau này thì mình cũng mới bắt đầu vực dậy tinh thần và mình cũng đi hẹn hò lại. Nhưng mà tới hiện tại thời điểm thì cũng chưa tìm được người phù hợp để kết hôn. Alo, chương trình còn nghe không ta? Rồi ok, thì đó là hai mối tình của bạn. Thì sau này thì mình, sau hai mối tình đó thì mình đâu có tìm hiểu thêm ai hả? Có, mình vẫn đi tìm hiểu, mình vẫn đi hẹn hò đấy, nhưng mà chưa gặp được cái người mà người ta muốn tiến tới hôn nhân với mình ý. Rồi ok, bây giờ thì mình mong muốn là mẫu người của mình như thế nào? Mẫu người thì sẽ là cái người đàn ông chân thành, bao dung. Về tài chính thì phải là tài chính là ổn định được rồi, có thể lo được cho cả hai. Tại vì chi thì cũng tài chính thì cũng tự kiếm được, nhưng mà mình vẫn thích chồng mình cũng là cái người trụ cột trong gia đình đấy. Và rồi thì bây giờ hình mẫu như thế nào, rồi độ tuổi ra làm sao? Độ tuổi đi, độ tuổi thì tầm lớn hơn chi 2-3 tuổi trở lại là khoảng 38 đến 45. Đấy. Không có cần là, tức là đã từng có gia đình rồi thì vẫn ok, chứ mình không có quan trọng cái vấn đề đó. Mình cũng là thích con nít nữa. Thì nếu một cái người đàn ông mà đã từng có gia đình, có con thì nó không có thành vấn đề với mình. Ngoại hình thì cỡ từ anh Quyền Linh trở lên là cũng được rồi, chứ mình cũng không có yêu cầu cao quá. Mình quan trọng là cái người đó có phù hợp với mình, phù hợp với quan điểm điểm sống, và có tôn trọng sở thích công việc và nghề nghiệp của mình hay không á. Công việc nào thì phù hợp với bạn, một mẫu người đàn ông mà có công việc như thế nào? Có thể là chắc cũng sẽ là những cái công việc mà không có chiếm quá nhiều thời gian, tại mình cũng thích anh ấy nó dành nhiều thời gian cho gia đình đó, thì có thể là làm công việc kinh doanh tự do nè. Đấy. Rồi ok, rồi mình còn cái yêu cầu gì nữa không? Nếu mà được cùng đạo Thiên Chúa giáo nữa thì quá tốt, còn nếu không, mình nếu mà tiến tới hôn nhân thì anh ấy cũng sẽ tổ chức kết hôn ở trong nhà thờ với chi. Nếu như mà nếu trong nhà thờ với chi thì nó sẽ là đi theo đạo của chi rồi, đúng không? Cái đó hồi xưa thì nó hơi nguyên tắc về cái đó là có thể đi theo đạo luôn, nhưng mà giờ là đạo ai nấy giữ, vẫn tổ chức trong nhà thờ được hả? Đúng rồi. À, là phép chuẩn đúng không? Đúng rồi. Ừ ok, rồi nếu như mà ok, tại vì có nhiều, tại vì bạn là đạo nên mình cũng sẽ xét về đạo cho bạn, nên bạn yên tâm cái vấn đề này ha. Rồi mình cần yêu cầu gì nữa không? Không, yêu cầu về anh, cái người đó cũng là cái người biết chăm sóc về sức khỏe, quan tâm đến sức khỏe nè, không có nhậu không nhẹ. Được thì bà về bà chăm sóc người ta, trời ơi, mình cũng là huấn luyện viên yoga, mình về mặt về dịch vụ chăm sóc mà. Người ta ví dụ người ta làm kinh doanh mà, người ta tại vì thời gian ta tìm kinh doanh, hoặc là ví dụ người ta là có cái công việc nào đó mà ví dụ như là thứ bảy chủ văn phòng đi, thứ bảy chủ nhật ta ở nhà với bà thì bà chăm sóc người ta có gì đâu. Bà đòi kinh doanh mà bà đòi có thời gian kinh doanh, không có cái người nào mà có thời gian nhiều đâu ha. Rồi ok, ở đây thì Uyên sẽ đã ghi nhận lại hết rồi, thì có gì giờ nếu như bà được lọt vào vòng 2 hoặc là có người phù hợp thì chương trình sẽ gọi lại cho bạn ha. Rồi chào bạn ha, cảm ơn Uyên, cảm ơn chương trình. Cảm ơn chị.